Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên để cùng cập nhật những tin tức thời sự Hưng Yên trong nước và quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh Hưng Yên và Long An tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm, ký kết hợp tác phát triển. Dự hội nghị và chứng kiến lễ ký kết giữa hai tỉnh có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành của hai tỉnh. Nội dung ký kết giữa hai tỉnh gồm công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội, trong đó trọng tâm trong hợp tác về kinh tế là về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, nhất là đầu tư phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị quy mô lớn hiện đại, công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án và việc huy động vốn ODA, FDI. Đánh giá cao việc hai tỉnh Hưng Yên và Long An tổ chức chương trình ký kết hợp tác phát triển, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng đây là việc làm thiết thực để tô thắm thêm truyền thống quan hệ thắm thiết giữa hai tỉnh, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ hai tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên kiểm tra việc triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay, cơ bản các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều được triển khai đúng tiến độ. Một số khu công nghiệp vừa làm hạ tầng, vừa ký cam kết đón các nhà đầu tư đến thuê mặt bằng làm dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực của các địa phương đã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, kịp thời bàn giao cho các nhà thầu để triển khai san lấp và thi công hạ tầng, đón các nhà đầu tư thứ cấp và đầu tư. Đối với một số ý kiến của chủ đầu tư các khu công nghiệp về các hạ tầng, dịch vụ phục vụ cho khu công nghiệp, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, các sở ngành chức năng và các địa phương khẩn trương phối hợp để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp này, đồng thời khẳng định việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp góp phần quan trọng vào thực hiện cam kết về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư cũng như phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những năm tiếp theo. Trong năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Hưng Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch vận động, tổ chức tốt việc quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo trên địa bàn. Từ tháng 10 năm 2022 đến hết tháng 9 năm 2023, quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động được gần 60 tỷ đồng. Trong đó, quỹ cấp tỉnh vận động được gần 50 tỷ đồng, quỹ cấp huyện vận động được trên 3 tỷ đồng, quỹ cấp xã vận động được trên 3 tỷ đồng. Riêng trong tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022, quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh vận động được trên 7 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động, từ tháng 10 năm 2022 đến nay, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, thăm tặng quà dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ phát triển sản xuất với tổng số tiền trên 26 tỷ đồng. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Hôm nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đại biểu họp tại hội trường thảo luận về dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và tham gia về tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế và chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ cùng một số nội dung quan trọng khác. Thảo luận ở hội trường. So với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được chỉnh lý có 34 điều, tăng 3 điều. Tại phiên họp đã có 27 ý kiến phát biểu, một ý kiến tranh luận, một số vấn đề được đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, chỉnh lý để hoàn thiện dự thảo theo đúng quy trình như tên gọi, phạm vi điều chỉnh, rà soát về vị trí, chức năng của lực lượng, nghiên cứu bổ sung nghĩa vụ, trách nhiệm, tiêu chuẩn tuyển chọn và bố trí lực lượng. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ và một số nội dung khác. 10 tháng qua, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, một phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 25,762 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp đạt hơn 25,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,7% so với cùng kỳ.
Trong số đó có 2.608 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 66,1% so với cùng kỳ và với tổng vốn đăng ký đạt hơn 15,29 tỷ đô la Mỹ, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Có 1.051 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 5,33 tỷ đô la Mỹ, giảm 39% so với cùng kỳ. Từ ngày 26 tháng 10 tới ngày 29 tháng 10, tại khu hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại số 489 Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội sẽ diễn ra hội chợ kết nối nông sản thực phẩm an toàn, cung ứng cho các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Hội chợ thu hút 150 gian hàng của gần 100 đơn vị tham gia đến từ 20 tỉnh, thành phố, các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội với nhiều chủng loại sản phẩm, nông sản, thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền, các sản phẩm OCOP của các địa phương như na Mộc Châu, tỏi một nhánh Sơn La, mực giã tay Quảng Ninh, trà san tuyết Hà Giang, mật ong Hưng Yên để từng bước kiểm soát chất lượng sản phẩm, thực phẩm, lưu thông tại các chợ phục vụ nhân dân thủ đô. Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với các sở ngành đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tích cực triển khai các nhiệm vụ của đề án quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Trong năm nay, toàn thành phố dự kiến xây mới 48 dự án chợ, cải tạo sửa chữa 57 chợ. Thời gian qua, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu đã tập trung xử lý quyết liệt, giải tỏa các trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Đối với những trường hợp khó khăn về nhân lực, xã phối hợp hỗ trợ nhân lực, máy xúc, phương tiện để tháo dỡ. Do vậy, đại đa số người dân đồng thuận, chấp hành tích cực phối hợp với xã thôn. Từ đầu năm đến nay, xã đã xử lý được 15 trường hợp vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có 12 hộ đã tự giác tháo dỡ, giải tỏa công trình vi phạm của gia đình. Điển hình là các hộ ông Bùi Xuân Sáng tự nguyện tháo dỡ công trình, di chuyển toàn bộ vật liệu xây dựng tài sản trên diện tích 220 m², hộ ông Đỗ Hữu Lát tháo dỡ công trình, di chuyển toàn bộ vật liệu xây dựng tài sản trên diện tích trên 900 m². Theo Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 26 tháng 10, một vụ cháy xảy ra tại lán trại công trường nhà thầu công ty xây dựng CIC, khu công nghiệp Quang Châu, khiến một người thiệt mạng. Vào thời điểm trên, tại lán trại, hàng trăm công nhân xây dựng đang ngủ thì hỏa hoạn bất ngờ xảy ra, ngọn lửa lan rộng, không thể kiểm soát khiến hàng trăm công nhân tháo chạy khỏi hiện trường. Nhận được thông tin, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã đến hỗ trợ dập tắt. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10, đám cháy cơ bản được dập tắt, lửa thiêu rụi 4 nhà tạm làm bằng khung sắt, che chắn và lợp mái bằng tôn, tổng diện tích khoảng 1.600 m² và 7 xe máy cùng một số vật dụng sinh hoạt bên trong các nhà tạm. Lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân bị cháy đen bên trong một nhà tạm là anh Quảng Văn Mờ, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Tiếp tục với phần tin quốc tế, chính phủ Mexico vừa kích hoạt hai quỹ khẩn cấp có tổng trị giá 760 triệu đô la Mỹ để khắc phục hậu quả của siêu bão Otis tràn qua khu vực duyên hải miền Tây nước này hôm 25 tháng 10, khiến 27 người thiệt mạng và tàn phá nặng nề nhà cửa, các công trình xây dựng và hệ thống hạ tầng. Ngoài việc kích hoạt các quỹ khẩn cấp, Mexico cũng sẽ huy động mọi nguồn lực cần thiết để thực hiện các chức trách và nhiệm vụ của mình trước những tình huống nguy cấp quốc gia. Trước đó vào rạng sáng 25 tháng 10, với sức gió lên tới 266 km trên một giờ, bão Otis đã đổ bộ vào khu vực ven biển Guerrero và Oaxaca cùng các địa phương lân cận, tàn phá nặng nề nhà cửa, các công trình xây dựng và hệ thống hạ tầng. Đây được xem là một trong những cơn bão mạnh nhất tràn vào quốc gia Mỹ Latin trong vòng 30 năm qua. Hiện các nhà khoa học khí tượng Mexico và thế giới đang tìm hiểu nguyên nhân khiến bão Otis mạnh hơn rất nhiều so với dự báo, thậm chí đối với cả các dự báo được đưa ra ngay trước thời điểm bão đổ bộ chỉ vài giờ. Một cuộc đua xe năng lượng mặt trời đã diễn ra tại Australia, hoạt động nhằm khuyến khích và thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo để phát triển các phương tiện chạy bằng năng lượng mới. Những ô tô điện chạy bằng năng lượng mặt trời được quy tụ tại Australia để tham gia vào một cuộc đua chặng dài. Thử thách bắt đầu ở Darwin và kết thúc ở Adelaide. Khoảng 5 ngày, những chiếc xe đua dự kiến sẽ đi hết chặng đường trong 50 giờ. Các đội đua bao gồm những sinh viên đại học, những người thiết kế và chế tạo phương tiện.
Sự kiện này được thiết kế để giới thiệu nhiều công nghệ EV hướng tới tương lai. Năm nay, nguyên mẫu lốp Brixton đang được thử nghiệm. Chúng được thiết kế để giảm lực cản lăn cho xe điện và tăng phạm vi di chuyển. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.